Hello and welcome to Hainault London Golf Club. My name is Chris Hope and I'm the manager here at Hainault London Golf Club. The courses are over 100 years old and were established back in 1909. We have two golf courses, the London Golf Course and the Old Golf Course, which are both 18 hole courses. I've been the manager here for approximately 5 years, and over those years we've seen more and more Vietnamese golfers playing here. Obviously coming over from Vietnam, Europe and the UK. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày golf của giải Hainault Golf Open hàng năm của chúng tôi. Chúng tôi làm cái giải này, đã tổ chức cái giải này được 10 năm rồi. Năm nay là năm thứ 10. Bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị ra sân. Tất cả anh em ở đây đang tụ tập ở đây để chuẩn bị thi đấu. Mỗi một năm chúng tôi mở ở đây để cho cộng đồng Việt Nam mình, tất cả anh em Việt Nam mình khắp nơi tụ tập về đây để có một buổi giao lưu, học hỏi golf. Wow. Lucky.
be good. Giải Gôn năm nay một giải gôn rất là quan trọng, giải gôn của Haino kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Và cái giải gôn này là một cái giải mang ý nghĩa vô cùng quan trọng cho cộng đồng người Việt ở Vương quốc Anh. Cái chính là cái kết nối cộng đồng, kết nối các bà con, kết nối các câu phở của tất cả các tỉnh thành ở UK hôm nay đều có mặt hôm nay. Với cái thời tiết rất là đẹp và hơn 100 câu phở ở tất cả các nơi tới, thì đây là một cái điều vô cùng phấn khởi. Không phải riêng tôi mà phấn khởi của tất cả các câu phở của bà con người Việt mình ở nước Anh. Cái giải gôn qua 10 năm thì chúng ta đã làm được nhiều cái việc rất là tốt. Tức là việc thứ nhất là nước Anh là một cái nơi sinh ra của môn gôn này. Trên là cái cộng đồng người Việt mình, các cháu rồi những người lớn tuổi đều đến Haino, là cái nơi mà chúng ta sẽ học từ đây. Và nhiều các câu phở từ học chưa biết cái gì mà bây giờ đã trở thành single handicap, thì đấy là những cái điều tự hào của sân. Thì tôi thấy đây là một cái nơi, là một điểm đến của người Việt mình tại London. Thank you. Mình rất là vui khi mọi người đã đông đủ như thế này, tạo lên một cái sân chơi rất là gọi là rất là hoành tráng đấy. Và là điều nữa đấy, mình phải đến cảm ơn anh Nam Phạm, vì có anh ấy đấy thì mới có những cái giải gốp nó rộng rãi mà nó to được như thế này. Và anh ấy làm cho tất cả những người gốp-phờ mình gắn kết lại với nhau, thì tạo thành một cộng đồng gốp rất là mạnh. Và chỉ có như thế đấy thì mọi người chơi gôn nó mới sát lại được với nhau, thì nó làm cho cái Anh Quốc này nó mới có cái cộng đồng gốp như các nước châu Âu người ta cũng rất là mạnh, tại mình cũng đi chơi ở châu Âu rất là nhiều. Thế cho nên là ấy, mình cũng lên là phải cảm ơn, thật là cảm ơn cái sân gôn này nữa, sân gôn này đầu mọi người lên về đây để cho nó cũng làm cho nó mở rộng lên, để cho mọi người cùng như là góp tay vào trở thành cộng đồng gốp nó mạnh mẽ lên. Hôm nay tôi rất là vui và vinh dự là được đến dự cái giải gôn của anh Nam, sân gôn Haino tổ chức thường niên hàng năm. Và cái giải gôn này là năm nay là một trong những cái giải tương đối lớn và gần như là lớn nhất từ trước đến nay, khoảng gần 100 golfer đến dự từ tất cả các miền của nước Anh. Và đây là một trong những cái cơ hội để cho người Việt mình trên toàn nước Anh là gặp gỡ nhau và có giao lưu với nhau. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn hội doanh nghiệp Việt Nam tại UK, cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với giải gốp. Một giải gốp rất là to, hoành tráng, và thực sự là trên 100 người tham dự một cái giải hôm nay, và một cái niềm vui cho cộng đồng người Việt chúng tôi. Cảm ơn anh Nam, tất cả các anh chị em, và mong rằng ấy, là với cái 10 năm này ấy, là tiếp tục anh Nam sẽ có những cái vai trò rất là quan trọng trong cái văn hóa thể thao của cộng đồng, kết nối cũng như là lời của anh đại sứ, đại diện của Sứ quán Việt Nam ấy, là để làm sao là chúng ta có những cái kết nối của cộng đồng người Việt Nam hay những người đã sống ở Việt Nam. Và thực sự là một cái buổi rất là vui vẻ. Con trai tôi đã điều hành cùng ba người
về tất cả những cái về đầu tư tất cả đến ngày hôm nay để được cái green tốt hôm nay. Và mọi người nói hôm nay là cái green ý, đặt cái vị trí rất khó, phải không? Với cái tuổi của tôi mà còn được các anh em, mọi người và còn cầm được cái này, quá vinh dự. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Hino đã cho tôi những điều kiện mà với cái tuổi của tôi mà còn vinh dự như thế này. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi. Người winner vào đây và sẽ được đặt hai đồ này cho người Việt Nam mình, cho người Việt Nam, người Việt Nam mình thắng giải hàng năm của ngày hôm nay. Cái cúp này rất là mắc tiền, hơn 1.000 đồng, 1.000 pound, nhưng mà chỉ dành cho người Việt Nam. Rất là cảm ơn anh Nam. Thực sự là cô thương vì Kiên Lý có một cái tấm lòng rất là tốt với cộng đồng người Việt. Thứ nhất ý, là hầu như khoảng mười mấy câu vở ở đây đều phải qua Kiên Lý hướng dẫn. Ngoài là VGN cho cái sân hay đồ, nhưng mà Kiên Lý thực sự là có cái tấm lòng. Hôm nay thực sự ra là rất là cảm động mà nhận được cái cúp ngày hôm nay. Hôm nay là 10 năm của Hino làm cái giải này. Nhưng mà thực sự thì hôm nay là tôi rất là cảm động mà đánh gôn với rất nhiều anh em trong 10 năm nay. Mà sân hôm nay thì mọi người cũng đều biết ấy, là cái pin rất là khó. Là ai mà có thể gạt được hai gạt ấy, thì người ấy là chiến thắng.